nhá. Vừa rồi thì mình có dán cho anh Hồng một chút chỗ đồ chơi. Hôm nay thì mình đặc biệt là mình sẽ dán cái này. Cái này là cái ở cái chỗ mà hốc đài như các bạn đã biết mình giới thiệu, thì hôm nay mình sẽ dán cho các bạn xem nhá. Đấy, trước khi dán thì anh em sẽ vệ sinh sạch sẽ đi cho mình thôi. Chúng ta sẽ lấy cái gói xăng ở trong gói xăng các bạn này, các bạn vệ sinh cái đài đi. Để đi sạch sẽ chúng ta bóc con dính ra và dán vào các bạn nhá. Ok, bóc bóc này xuống anh, dán này con. Ok, lúc này đấy anh, ok anh. Rồi em lấy em bóc cho. Đấy, chúng ta sẽ bóc băng dính các bạn nhé, bên trong là băng dính các bạn này. Đấy, rất dính luôn, đó các bạn thấy không, rất đơn giản luôn. Đấy, cái này là một trong những cái mới về các bạn nhé, rất hay luôn. Đó, anh em chỉ bóc băng dính ra các bạn nhé. Đó, các bạn thấy không, bên trong nó là băng dính. Nó sẽ có hai miếng, miếng đấy và miếng này, rất hay luôn, rất là đẹp luôn các bạn, trong cabin. Đó, ok. Mình đang quay tận cảnh bóc cái này cho các bạn xem nhé. Sau đó mình sẽ quay tận cảnh dán cho các bạn xem cái này rất hay luôn. Lấy gói xăng luôn, tẩy tẩy ở đi, lấy kia bác đi qua. Anh ông làm xì 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 đầu bóng đúng không? À? Trong xe xì đầu bóng đúng không? Xin làm thêm. Cần. Ok, đây đi. Đây bên lái không? Bên lái đi. Đây, ok các bạn nhá. À, sau đây thì mình sẽ dán các bạn xem cái này. Rất là hay luôn, xe của anh Hồng thì cực kỳ là sạch sẽ các bạn nhá. Đây các bạn này, bác ý lót luôn cả cái này vào cái tựa này rất hay luôn. Đấy, ba cái chơi cả cái tượng này rất là ngồi rất sướng các bạn nhá. Đó, hôm nay thì mình sẽ trực tiếp dán cho các bạn xem. Đấy, trước khi dán chúng ta sẽ vệ sinh sạch sẽ đi các bạn nhá. Đó, anh em vệ sinh sạch sẽ cho mình này. Đó, đây là cái gói xăng hoặc là anh em có thể lấy rẻ khô để khô anh em lau đi cũng được. Còn cái này thì nó sẽ có trong những cái món đồ dán đồ ốp. Đó, các bạn vệ sinh sạch sẽ cho mình. Rồi, ok, cái này thì nó sẽ trùng với tất cả các dòng xe các bạn nhá. À, từ K100 này, K149 rồi K250, K200. Rồi ok, xong chúng ta đặt vào cho các bạn rất đơn giản luôn. Đó, đây là cái mà mình hay gọi cái này là cái ốp mạc chrome chố hốc đài các bạn nhé. Hốc đài hoặc là hốc khe sổ nó chính mặt cabin cũng được các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Đó, rất hay luôn. Vừa khít các bạn nha, vừa khít luôn, không bị ngá ở hay là sờ, không bị gì cả. Vừa khít luôn, ấn công tắc vẫn bình thường các bạn này. Đấy, công tắc vẫn bình thường các bạn nhá. Đấy, công tắc đi thẳng vẫn bình thường luôn này. Đấy, không có căn cùng, đấy, cái này nó sẽ vào cái chỗ đựng tàn của các bạn. Đấy, anh em chỉ được đặt và dán đúng vị trí giữa nó là xong. Đấy các bạn nha, bình thường này. Ok anh em, cái miếng to này chúng ta cho vào đây. Ok là xong các bạn nhá. Đấy, mình đã dán cho bạn xong cái hốc đài. Đấy, vừa rồi thì có làm cho anh Hồng rất là nhiều thứ luôn. Đấy, dán mấy cái đồ mạ chân gương rồi các thứ ABC. Ok, tiếp tục mình làm cho anh trai nhá. Rồi hello anh em nhá. Mình sẽ tiếp tục dán cái viền cốt lốp đằng sau. Viền cốt lốp của viền cốt lốp đây các bạn, bản nhựa các bạn nhá. Anh em rất đơn giản thôi. Anh em chỉ việc đặt cho mình vào cái vị trí nó cố định trên xe thôi. Các bạn đóng cái cửa của anh và đóng cái cửa vào như này đúng không các bạn? Các bạn chỉ cần đặt vào cho mình thôi. Đấy các bạn đặt như này này. Đấy các bạn cứ đặt vào như này cho cân này. Đó là các bạn có thể dán được các bạn nhá. Rất đơn giản luôn. Đấy các bạn cứ căn trước sau này. Đấy các bạn căn cho sau. Trước cho đẹp và ok các bạn nhá. Rất đơn giản luôn. Đấy, xong các bạn đặt vào thôi. Mọi thứ thì nó có cái chi tiết của nó hết rồi. Chúng ta không cần nhất thiết là phải gọi là quá gọi là cầu kỳ hoặc là quá gọi là sợ gì hiểu biết, các bạn cứ đặt vào như này cho mình là xong các bạn nhá. Đấy em thấy không, rất đơn giản luôn này. Đấy còn miếng sau cũng thế thôi, các bạn cứ cắt đằng sau cho nó vừa với đằng sau thôi, vừa đằng sau các bạn này. Đấy các bạn lấy thẳng mép từ trên này sang này là các bạn sẽ dán được cái này. Đó các bạn thấy không, rất đơn giản luôn. Đấy mọi thứ cái này thì nó có form hết rồi, anh em có muốn dán lệch thì không dán được. Đấy các bạn thấy không, các bạn cứ căn thẳng cái mép này cho mình sang là xong nhá các bạn nhá. Đấy, sau đó các bạn lau sạch đi cho mình, ấn này cho keo nó bám vào là xong. Đấy, mình đã dán xong cái viền cố lốp các bạn nhá. Đây là viền cố lốp bản nhớ.
bản nhớ thì nó sẽ có cái góc này, còn bản to thì nó sẽ ôm hết cả đây. Nhưng mà nó có miếng trước đấy thì nó anh em để tùy vào mắt thẩm mỹ của mỗi người chơi khác nhau. Đấy các bạn nha, thì toàn cắt ngày thì ở đây cho mình là xong. Đấy các bạn nha, đang giả chữ Kia Moto các bạn ạ, Kia Moto. Đó, chữ này thì đấy, ông trông cười không? Rồi, lên đi. Đấy, ra thằng ấy được luôn. Thằng thằng cân rồi. Ra ngoài bên này, sang bên này, sang bên này, sang bên trong nhà, vào trong nhà, vào trong nhà thì nữa, đi nữa. Rồi. Đây, xe mô tô các bạn nhé. Đấy, trong khi đánh xong thì các bạn được gì thôi, đi đánh đi, đứng đi thôi. Các bạn cầm rẻ và các bạn có thể cầm cái gì đấy vật bằng các bạn biết cho mình. Đó, các bạn bóc ra là xong. Sau anh cũng mua nhà mình đây. Đó các bạn nhá, một phần sau này các bạn này. Thank you anh trai rất là nhiều luôn. Ở đây anh em ủng hộ mình nha các bạn nhá. Đó, hôm nay qua thực tế cái này rất hay các bạn này. Bởi băng nhôm.